con thi tặng quà để biết cái khúc chuông chui chen không? Đấy, món quà mà ban tổ chức đem tới đây là trước mặt quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng là trong vòng sau cái bài này thì chúng ta sẽ tặng cho những ai có duyên với ban tổ chức tối hôm nay. Tôi nghĩ rằng có hai món thôi, nhưng mà chúng ta ở đây tới 2.000 người, vì vậy cho nên chúng tôi nghĩ rằng hai người may mắn nhất trong tối hôm nay. Còn tặng riêng cho cây Noel của em là có trái tim của anh rồi, đâu còn đòi hỏi gì nữa. Dạ anh ơi, anh mà lấy trái tim đưa ra cho em sợ anh sẽ còn bạn ra khỏi cái cửa không? Hai bà xã, mỗi dù. Thì theo quý vị được biết là chúng tôi còn một thí sinh cuối cùng, và sau khi chấm, sau khi cái bài nhạc của thí sinh 24 thì chúng ta cần cái thời gian để mà cho ban giám khảo chấm điểm thì mình mới chấm được giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư và giải năm. Thì trong thời gian chờ đợi ban giám khảo chấm điểm, chúng tôi sẽ trở lại phần văn nghệ và quý vị cứ tự nhiên ra sàn nhảy, thả lỏng tinh thần nhất là mấy thí sinh. Vâng. Sau trong cái phần mà tất cả ban giám khảo chúng ta đang nghiên cứu và chấm thi cho từng thí sinh thì chúng ta trở lại cái chương trình Dạ Vũ, và xin mời tất cả ra sân khấu với những nhu điệu rất là vui tươi, rất là nhộn nhịp để cho chúng ta có một đêm thi karaoke rất là hoàn hảo hôm nay. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật là lớn với tiếng hát Nico Phạm Hoa Nhập Mộng Lan Thang. Thưa quý vị, giọng ca cuối cùng của tối hôm nay đó là người đẹp Nico Phạm, mang số bí danh 24. Thưa quý vị, một tràng pháo tay của nhạc phẩm Lan Thang. Wow. Mong trời trời mưa này mà đi Lan Thang mà chắc lạnh. Dạ, không, cái vụ này là anh Hoàng Gia Thiên của mình quen rồi. Dạ, Nico Phạm xin kính thưa ban giám khảo và quý khán giả. Quý báo đến đây thay mặt cuộc thi karaoke đêm nay, và sau đây là câu chuyện trình bày nhạc Lan Thang.
quý vị thí sinh số 24.